này hôm nay nhiều cây lắm, thoải mái quay, tôi không thời gian, tí nữa thì đi làm rồi. Này 8 giờ rồi. Tung của bác không bác? Tung của mình ạ. Và tung của mình à? Kim cương. Ghép này. Bao tiền cái này đấy ạ? 6 triệu. Ép kim cương. Kia có một cây nữa. Đúng không? Kinh đấy. À. Cái này là lên hàng cao cấp thế kìa. Đấy mà bán cái này nó mới có tiền. Mướt lá đẹp, lá đẹp ngát rồi trời. Và cứ phải từ từ. Làm lúa hơi xấu. Đây. Thở làm lúa hay là thở kém? Vâng. Này chỉ có gọt mà tay canh các thứ thân như là quá đẹp. Vâng, bảo là đây là chỉ có gọt. Lúa này mà đưa tôn lên được nữa thì cây này tuyệt vời. Và đây chỉ có gọt thôi chứ không phải lúa. Đấy, bệ đây. Đây là cây của bác nào đây? Bản thân là cái cây này vừa sống với cái này này. À vâng. Đấy, lúa tươi đấy. Lúa tươi đấy. Ra bắt đầu nghịch tươi đấy. Tươi. Đây, quay các mặt luôn. Bé đằng này đẹp, tay tay rơi rồi. Vâng. Bác bên này bác cho chồng con nào. Tay rơi. Cho chồng con vào. Có giá trị. Ngâu là không biết bao nhiêu, nhiều tỷ nhiều quả hoa ghê nhỉ, vàng ươm. Đẹp đấy. Đúng là mùa hoa ngâu mùa hè. Vàng ươm. Đấy. Đấy. Thế nu cục đấy. Đấy, có con tùng. Nó chơi nè, được. Tùng thì bắt mắt. Đấy, về chơi nè, được. Cứ cái đẹp dày. Đó, như này này. Đẹp không? Dày dày lu lu vào, chung bóng. Lu vào công rồi. Chưa hỏi, nó quá đẹp. Bỏ hết. Ngon đây. Đấy. Mình dành không biết bao tiền bác. 800. Cái đấy là nhài rồi đúng không? Nhài đây. Đẹp đấy. Được. Để lên cái đĩa nước là được. Đẹp. Quá đẹp, bê được quá đẹp. Thank you.
có cả. Đẹp đấy. Không ai quen nhiều cảnh chưa? Đây đường ra đây. Có cái bài hay đấy. Chào. Đây là những cây rất rẻ. Muối rất là nhiều, rẻ lắm, muối được rẻ lắm. Đồ đẹp tí thì thấy thì lại giá lại tại miệng. Xin phép bác kính nhé. Cây những cái hạt cây của mình đấy đó. Bác là hình như mới lên nhỉ? Vâng. Mình ở đâu lên đấy ạ? Đọc theo cái số cái. Anh em nào thích cây của bác thì gọi luôn. 0912 925 563. Bác có tên gì nhỉ? Tên Bình Dương. Bình Dương. Làm cái phóng sự. Anh em thích cây thì lại alo bác. Như cái tùng này thì bao tiền ạ? Đẹp nhỉ, đừng ngứa đấy. Cái đâu gì? Có thì có. Không nói thôi. Được đấy. Cô đi chơi chợ. Thì sau đi sưu tập. Đây này, múc đây này. Vào đây múc đi. Xanh. Cái xanh này thì bao nhiêu tiền ạ? Thôi đi cái này 200 nhé. Đấy, đi lanh quanh nhỉ. Này. Cũng thịt đây. Đây. Cái bình dành kia kìa cũng 200 này. Đấy, đi xem vào, đưa xem sắc phẩm nữa. Già thế này cơ mà. Đẹp đẹp. Chỉ được về nhớ bán 1,5 triệu ở đây đi ạ. Ừ. Nhìn cái dế nó hay nhỉ? Dế thân đẹp. Đó. Khu vực này là bán là không bán đắt. Đấy, ví dụ cái ổi này bao tiền ạ? Cái ổi này cũng chỉ phần như là ấy nhỉ? Dây thừng. Bác cả cho để nhờ cái xe kia tí nhá. Cái xe sau. Cứ vứt xe lúc tung khắp nơi. Thế sau đi tận đâu không nhớ mình quảng xe đâu. Đấy, rất nhiều, mang nhiều cây vô kể. Đây xem nào. Đây, cây ổi 1 triệu đây. Chợ lâu năm rồi đấy. Chợ một thời gian cũng phải lâu năm. Nhưng mà ý là hồi cái chợ thì được chợ như tâm. Cần thang này bao tiền cây ạ? Cần thang này 1,2 triệu. Cây này chắc rẻ hơn tí. Cây này 800. Mấy tiền đấy bác? Mấy tiền đấy?
Ô, cái nhà này hay quá nhỉ. Cái nhà này hay quá. Nhà này bao tiền đấy? 4 triệu anh. Đấy, nhà đẹp đấy. Cho ngửi cái nhá. Ui, thơm, thơm tối rồi. Thơm này. Hay. Của đen nhỉ. Đen. Đấy. Mở hàng chứ anh. Mở hàng rồi. Ờ, hay quá. Gì nhỉ? Nghệ nhân Hùng Đen nhỉ? Không phải nhỉ? Nghệ nhân Hùng Đen. Hùng Đen. Còn cây hoa này thì bao nhiêu? 8 triệu. Đẹp chưa? Nhào ơi. Nó bút này. Cốt, cốt thì gớm không? Thơm lắm đấy. Hoa thì thôi rồi. Đẹp quá. Tuyệt vời. Hôm nay toàn cái chất lượng. Cái nhà này. Hai cái hoa rất là tuyệt vời. Cái nhà là cái sọc bút. Rất đẹp, rất đẹp, khoái. Chợ này cũng được, chợ cũng hồn lắm. Mà phải vào nhà chơi được, chắc có nhiều cây được. Nhà có nhiều cây không? Dạ. Nhà có nhiều cây không? Ít thì cả mặt hàng mình có vẩn thôi. Đẹp đấy. Cây này nó vui, vui lắm. Cây này rất thích. Đấy, hoa này đây. Đây. Cây này rất thích. Cây hoa đẹp của Hùng rồi. Đặc biệt không đấy, phải đó. Mà con này Hùng ấy đặt đây kín này, đéo đặt thì cho nó bay hết. Nó ba loại đúng không? Dạ. Một loại là nhỏ, loại là to, loại là to đúng không? Vâng. Loại là to. Bao nhà có cây là to. Cứ đẹp và thơm là được. Ừ, cây là nhỏ, nó có hai loại. Cái này đẹp rồi. Đẹp quá. Quá đẹp. Hoa rực rỡ luôn. Hoa nó lâu, hết lại có. Không có gì phất này, phất khó.